Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc chương trình Hành trình đỏ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6 năm 2022. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp hóa chất Đức Giang năm 2022 bảng B thi đấu tại Vĩnh Phúc. Nghiêm túc tự soi, quyết tâm tự sửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà hát tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức khai mạc chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2022. Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ 6. Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và trên 2.000 cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đánh giá cao tính nhân văn và sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình và nhấn mạnh, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện. Hàng năm, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn tỉnh vẫn thu được trên 13.000 đơn vị máu tình nguyện, đạt 102% kế hoạch. Phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong các tầng lớp nhân dân. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2022. Dự kiến sẽ tiếp nhận được trên 1.500 đơn vị máu an toàn. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2022, Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ 6. Chúc cho ngày hội hiến máu hôm nay và chương trình Hành trình đỏ năm 2022 sẽ tiếp nhận được nhiều đơn vị máu an toàn. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng đánh giá cao kết quả phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Vĩnh Phúc, thể hiện qua các chương trình Hành trình đỏ hàng năm và khẳng định Vĩnh Phúc sẽ là địa phương để Trung ương Hội chữ thập đỏ nghiên cứu, xây dựng mô hình điểm về hoạt động của trung tâm máu và trung tâm hiến mô tạng tại Việt Nam. Cam kết đồng hành cùng với các lực lượng tình nguyện viên, cấp ủy đảng chính quyền để tiếp tục thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam, đồng hành với vận động hiến mô bộ phận cơ thể người. Chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt là chiến dịch vận động hiến máu nhân đạo lớn nhất cả nước được tổ chức từ năm 2013 và đã thu được trên 16 triệu đơn vị máu. Trong đó, 99% lượng máu thu được từ hiến máu tình nguyện. Tại Vĩnh Phúc, sau 6 lần tổ chức Hành trình đỏ đã thu được trên 160.000 đơn vị máu, 100% lượng máu thu được từ hiến máu tình nguyện. Tỷ lệ người dân tại các địa phương tham gia hiến máu ngày càng tăng. Ngay sau lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 6, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Trung ương Hội chữ thập đỏ, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên những người hiến máu tình nguyện và trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình. Hiến máu là một hành động nhân đạo và một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Đấy là cái khẩu hiệu mà tất cả người dân chúng ta đều biết. Và cái hành trình đỏ này đây là một cái cuộc vận động vô cùng là ý nghĩa và có cái tác dụng rất sức lớn trong cái việc mà cứu giúp những cái người mà có những cái điều kiện khó khăn hoặc là cần thiết có máu. Mong muốn là thông qua cái chương trình này tất cả người dân chúng ta đều tham gia, bởi vì cái chương trình này không chỉ là có ý nghĩa nhân đạo, không chỉ là giúp cho đời, giúp cho xã hội, giúp cho mọi người mà còn giúp cho cả chính bản thân mình nữa. Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp là những đơn vị được giao chỉ tiêu lớn nhất tại Hành trình đỏ năm nay. Do vậy, ngay trong lễ khai mạc Hành trình đỏ lần thứ 6 đã thu hút đông đảo công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia.
công đoàn các khu công nghiệp đã triển khai rộng rãi tới các công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp. Qua đó đã tuyên truyền đến đoàn viên công nhân lao động hưởng ứng nhiệt tình chương trình kết nối dòng máu Việt và hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ 6 năm 2022. Tôi hiến máu thì cũng thường xuyên, có năm thì tôi hiến máu 2 lần, có năm tôi hiến máu 1 lần. Ở một lần tôi hiến máu thì nó cũng thấy nó bình thường, nó cũng không có cái gì là phải hoa mắt chóng mặt hay là không có cái đau đớn gì cả. Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6 dự kiến sẽ vận động 5.000 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận khoảng 3.000 đơn vị máu. Riêng trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7, phấn đấu tiếp nhận được từ 1.000 đến 1.200 đơn vị máu an toàn. Chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2022, Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ 6 với chủ đề Hiến máu cứu người, hãy hiến máu thường xuyên. Phóng viên Doãn Hiền có mặt tại buổi hiến máu ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn không khí của ngày hội hiến máu diễn ra tại nhà hát tỉnh. Ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông những người dân đến nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc để làm các thủ tục đăng ký hiến máu với mong muốn mỗi một giọt máu cho đi, một mảnh đời ở lại, trao yêu thương để nhận lại yêu thương. Sôi động, náo nhiệt là không khí chung trong ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra tại nhà hát tỉnh. Từ khu vực đăng ký hiến máu đến khu vực chờ kết quả xét nghiệm và hiến máu đều có rất đông người dân, công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia với tinh thần hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Tôi là lần đầu tiên tôi đi hiến máu để có một sức khỏe tốt để mà có được ngày hôm nay đi hiến máu thì tôi cũng đã ăn uống đầy đủ rồi, đi ngủ sớm để có thể giữ sức khỏe của mình. Để có thể hôm nay là có thể hiến máu một gọi là một chút tấm lòng có thể cho những bệnh nhân. Tôi cảm thấy rất là vui ạ và mong rằng là những cái giọt máu này của tôi sẽ cứu giúp được nhiều người hơn. Và hy vọng là sẽ có nhiều người đến đây để hiến máu để giúp được nhiều người hơn ạ. Để đảm bảo chương trình hiến máu được diễn ra thuận lợi, an toàn, đạt kết quả cao, công tác tổ chức được thực hiện khoa học, bài bản với đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình tại các khu vực như khu vực in phiếu đăng ký hiến máu, khám sức khỏe sàng lọc, khu vực hiến máu. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng B, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022. Với những người yêu bóng chuyền Vĩnh Phúc, đây là tin rất vui, bởi trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau SEA Games 31, người hâm mộ liên tiếp được thưởng thức những trận thi đấu thể thao đỉnh cao tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng đang yêu cầu các học trò của đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc chăm chỉ luyện tập. Các kỹ chiến thuật cũng được thầy và trò thảo luận rút kinh nghiệm sau từng buổi tập. Để chuẩn bị lực lượng tham gia giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022, đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã có sự chiêu mộ nhiều vận động viên xuất sắc, có kinh nghiệm đến từ các đội bóng chuyền có thành tích cao về đầu quân, tất cả với mục tiêu đạt thành tích cao tại giải lần này. Chúng tôi là tân binh, nên có rất nhiều những khó khăn nhưng thầy trò tôi vẫn quyết tâm để mà thi đấu để đạt thành tích tốt nhất. Là tân binh mới lên hạng, kinh nghiệm, thành tích trong thi đấu còn chưa nhiều. Do vậy, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng sẽ phải thi đấu hết mình để vượt qua các đội mạnh vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi đang rất là cố gắng đoàn kết để có thể là vượt qua được trận đầu tiên gặp Thanh Hóa. Ngay sau khi ổn định nơi ăn trốn ở, các vận động viên của đội bóng chuyền Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào tập luyện với quyết tâm giành thành tích cao tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ không dễ dàng gì đối với các vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh khi họ nằm trong bảng đấu tử thần với nhiều đối thủ mạnh. Giải đấu này thì có cạnh tranh và quyết liệt và đội phó sẽ cố gắng cạnh tranh tấp đầu. Tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022, bảng B thi đấu tại Vĩnh Phúc, vòng chung kết có sự tham gia của 6 đội nữ và 5 đội nam. Đây là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia và quy tụ nhiều vận động viên ưu tú. Điểm đặc biệt của giải đấu năm nay có 11 đội bóng chuyền nam và 11 đội bóng chuyền nữ tham dự, do mùa giải 2021 không có đội bóng xuống hạng. Như vậy, mùa giải 2022 sẽ có 2 đội bóng phải xuống hạng, để từ mùa giải 2023, giải đấu sẽ trở lại bình thường với 10 đội bóng chuyền nam và 10 đội bóng chuyền nữ. Trên yếu tố cạnh tranh khốc liệt như vậy, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022
hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những trận thi đấu bóng chuyền đỉnh cao, gay cấn, kịch tính. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tự soi, tự sửa theo tinh thần kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã và đang được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh triển khai nghiêm túc, thực chất, tạo bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện kế hoạch số 32 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 04 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề tự soi, tự sửa. Đảng bộ Sở đã nghiêm túc nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đề ra các chủ đề khác nhau và tổ chức triển khai phổ biến đến từng chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Yêu cầu các chi bộ thường xuyên tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, không hình thức, chiếu lệ. Các đợt sinh hoạt chi bộ thì Sở đều cử cán bộ trong Đảng ủy, ban chấp hành Đảng ủy tới dự các sinh hoạt chi bộ của các chi bộ và yêu cầu trong kế hoạch là gắn chặt cái nội dung sinh hoạt chi bộ về công tác chuyên môn với cái nội dung tự soi tự sửa đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Việc thực hiện tự soi tự sửa gắn với tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm công việc đã giúp các chi bộ và từng đảng viên đều tự nhận diện những mặt tồn tại hạn chế để cam kết khắc phục. Hàng tháng sinh hoạt chi bộ đều đề cập đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế đó, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Chúng tôi đã gắn chặt cái việc kiểm điểm tự soi tự sửa và đề xuất ra các cái nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới, đồng thời là đánh giá kỹ những cái nhiệm vụ trong tháng vừa qua. Trong đó thì là trọng tâm tập trung vào một số cái nhiệm vụ trong năm được đề ra như là công tác xây dựng đảng, công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ, công tác thi đua khen thưởng. Xác định việc thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch số 32 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề tự soi tự sửa sâu rộng trong toàn Đảng bộ khối. Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở, thứ nhất là xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bước chuyển biến rõ nét ở chi đảng bộ cơ quan đơn vị cơ sở về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thứ hai là đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị phải thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chính trị ở cấp mình. Có thể thấy, sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa đã và đang phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng phát triển vững mạnh, củng cố khối đoàn kết trong đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chủ động phòng tránh ứng phó với cơn bão số 1, giảm thiểu thiệt hại mưa bão gây ra, Sở Xây dựng đề nghị các sở ban ngành, các địa phương phối hợp thực hiện một số nội dung sau. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, rà soát kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của các khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập úng khi mưa, lũ, kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị. Đối với các công trình đang khai thác sử dụng, nhà cao tầng, công trình có quy mô lớn, ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, yêu cầu chủ sở hữu, người quản lý sử dụng thực hiện gia cố, giằng chống, cảnh báo để đảm bảo an toàn công trình trước cơn bão số 1. Đối với các công trình đang thi công xây dựng, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, đặc biệt công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.